cho tất cả bạn một cái câu hỏi nữa. Đó là mọi người hỏi Linh là làm thế nào để chúng ta đọc sách hiệu quả. Thì thực ra là đã có rất nhiều cuốn sách và cũng rất nhiều phương pháp đã chỉ cho mọi người về cái phương pháp đọc sách hiệu quả rồi. Thì với Linh sẽ chia sẻ một vài cái góc nhìn của Linh, cách mà Linh đã ứng dụng và để đọc sách có được sự hiệu quả. Cái đầu tiên mà Linh vẫn chia sẻ, muốn chia sẻ thực tế với tất cả anh chị chúng ta đó là gì? Thường ấy, là để đọc sách hiệu quả thì Linh sẽ có những cái câu hỏi trước khi mà Linh đọc sách. Ví dụ như Linh đang tìm kiếm một cái phương pháp về viết content hiệu quả chẳng hạn, thì đó là cái mà mình đang là suy nghĩ, đang tìm kiếm là làm sao để viết được nội dung hay đây, đúng chưa? Thì lúc đó mình sẽ tìm những cái cuốn sách về viết content. Và vì mình đang viết về, mình đang tìm kiếm về những cái đó, thì não bộ chúng ta nó sẽ giúp chúng ta tập trung tốt hơn khi chúng ta tìm kiếm những cuốn sách về content. Và sau đó chúng ta sẽ đọc lướt qua một cái, đọc lướt qua để chúng ta nắm được các cái ý. Và trong quá trình mà chúng ta đọc lướt đó, bởi vì não bộ chúng ta đang tìm kiếm câu trả lời, và cái ý đó nó giúp mình trả lời được đúng câu hỏi đó luôn, thì lúc đó chúng ta dừng lại một cái, chúng ta lấy cái bút tô màu chúng ta viết ra. Sau đó thì Linh viết xuống những cái ý đó, đúng chưa? Và sau đó Linh mới suy ngẫm là à, bây giờ cái ý này là cái nội dung nó ra sao nhỉ? Bây giờ áp dụng nó ra sao nhỉ? Có nghĩa là mình suy ngẫm một chút, mình suy ngẫm một chút. Và sau đó mình hình dung, mình tưởng tượng là à, cái này bây giờ mình sẽ áp dụng ra sao, mình sẽ đưa vào sử dụng ra sao, vận dụng ra sao, cách làm nó ra sao. Tức là mình sẽ có một vài câu hỏi để cái ý đó. Sau đó bắt đầu mình nắm được rồi đúng không? Bắt đầu mình đọc tiếp, mình đọc tiếp. Sau đó lướt tiếp thì nó sẽ lại có một vài ý đó. Thì bắt đầu chúng ta dừng lại. Sau đó chúng ta viết tiếp và nốt những cái ý đó. Thì chúng ta đọc vèo một phát, như vậy trong vòng một buổi là chúng ta hết được một cuốn sách, được chưa? Rồi sau đó khi mà chúng ta đọc suốt xong cuốn sách cái đó, chúng ta đọc thêm lại thêm một lần nữa, chúng ta có được những ý này rồi, thì bắt đầu chúng ta lại đang tìm kiếm câu trả lời đúng không? Thì chúng ta đọc sách thêm lại một lần nữa. Thì khi mà đọc sách nhanh ấy, thì Linh hay cầm một cái bút, đó là mình rà xuống một cái, mình rà cái kéo thế này, hoặc là dùng chính ngón tay của mình luôn, mình rà mình kéo, thì mình lướt rất là nhanh. Và sau đó đọc lần hai, thì khi mà đọc lần hai đó, thì vì chúng ta đã có được ý chính và chúng ta biết những đoạn nào rồi, thì chúng ta sẽ đọc đi đọc lại để đoạn đó mình thực sự hiểu. Và khi mình hiểu rồi, bắt đầu mình lại ngẫm lại, mình lại hình dung là cách mà áp dụng cái này ra sao, vận dụng nó ra sao. Tức là mình hình dung và mình nghĩ về cách mà áp dụng cái này một chút, và chúng ta phải hình dung để chúng ta thực sự là hiểu cái nội dung cuốn sách đó đang muốn truyền tải cái lời gì, và chúng ta sẽ áp dụng cái nội dung này vào trong cái công việc của cuộc sống ra sao. Thì đó là cái cách mà Linh đang đọc về cái nội dung. Thì thường đang tìm kiếm một điều gì đó thì Linh đọc sách. Và trong những trường hợp mà mình không tìm kiếm một cái gì mà mình vẫn đọc sách, thì thường đó là Linh đọc sách những cuốn sách về phát triển bản thân, hoặc là tiểu sử của những người thành công. Thì Linh sẽ đọc những cuốn sách đó. Thì trong quá trình đọc đó, mình ngẫm thấy cái gì hay, mình cảm thấy gì tâm đắc thì mình lại viết ra. Và mình cứ nốt lại. Và sau đó mình dành ra cho mình 5 đến 10 phút để mình suy ngẫm và mình xem cái nội dung này mình sẽ áp dụng ra sao. Thì đó là cái cách mà Linh đọc sách để Linh có được hiệu quả, và Linh thẩm thấu những cái nội dung đó vào trong con người mình. Và khi mình có sự hiểu rồi, cái sự thẩm thấu và mình hình dung rồi đó, thì kiến thức đó nó ở trong đầu của mình. Thì vào một lúc nào đó, đôi lúc là mình cần sử dụng những kiến thức đó, thì mình nhớ là à, cái cuốn sách nào nó có cái nội dung này, nó giúp mình giải quyết này, thì lúc đó mình lấy ra mình đọc lại thêm một lần, đúng không? Thì lúc đó nó sẽ giúp cho mình có những cuốn sách ấy, lấy đọc đi đọc lại, thì lúc đó cái sự hiểu và sự ngấm trong cuốn sách đó nó nhiều hơn. Nên là để chúng ta thực sự là chúng ta giữ được và chúng ta hiểu một cách sâu sắc về cuốn sách đó, nên làm cái quá trình chúng ta đọc xong rồi chúng ta phải hiểu và chúng ta thấm vào đó. Và cái thứ hai đó là chúng ta cần phải đọc các, chúng ta có các cái câu hỏi trước. Chúng ta đi tìm kiếm cái gì thì chúng ta đọc đúng cái chủ đề đó. Ví dụ như lúc mà Linh học về sale thì Linh lại tìm những cuốn sách về sale. Hay là lúc mà Linh học về nhân sự thì Linh đọc những cuốn sách về nhân sự. Hay là những cái cuốn sách lúc mà Linh cần phải đào tạo nhiều thì Linh phải đọc những cuốn sách nó về đào tạo. Hay là khi mà Linh quay video thì Linh lại học đọc những cuốn sách mà hướng dẫn về quay video, content về video. Rồi cái cách mà chúng ta chụp hình, cái chúng ta quay video, thì đó là Linh bắt đầu đọc những cái cuốn sách đó. Và kèm theo đó, một cái cách hay nữa đó là gì? Khi mình đi ngủ thì mình cũng nghe lại những cái audio về cuốn sách mà mình đang đọc luôn. Rồi hay là mình đi thể dục, mình cũng nghe những cái cuốn sách, nghe cái audio của cuốn sách đó. Thì mình sẽ học được bằng nhiều cách. Thứ nhất đó là bằng cuốn sách. Thứ hai đó là bằng nghe audio. Thì lúc đó chúng ta nghe đi nghe lại. Thì lúc đó làm chúng ta thấu hiểu về cuốn sách đó nhiều hơn. Và lúc đó chúng ta sẽ học được nhiều nội dung hơn. Thì đó là cái cách mà Linh đang đọc sách. Rồi ok, và nếu chúng ta có những cái cách thức đọc sách nào hay hơn nữa thì chúng ta có thể comment, chúng ta có thể chia sẻ để cho mọi người chúng ta có thể học được nhiều cái phương pháp khác nhau. Nhưng đây là cái cách mà Linh dùng
và chúng ta có thể mua những cuốn sách về hướng dẫn về đọc sách và chúng ta có thể tham khảo và chúng ta học cái đó. Nhưng đây là cái cách mà Linh hiện tại đang dùng và Linh thấy là nó khá là hiệu quả, và Linh đọc rất là nhiều sách và đọc cũng tốc độ khá là nhanh và thấu hiểu nhanh và làm cho mình nhớ được nhiều hơn và mình thấu hiểu được nhiều hơn và mình áp dụng nó được nhiều hơn. Thì đó là cách của Linh, nó có thể phù hợp với một vài người và hy vọng là cái cách của Linh có thể chia sẻ và giúp đỡ được cho một ai đó. Ok, cảm ơn tất cả anh chị nhé, xin chào và hẹn gặp lại, và nhớ bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông của kênh video của Linh, bấm vào nút chuông để chúng ta là người nhận video đầu tiên. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta.